hi hi hi, một hai ba, ui tùm, trời ơi, hey, sáng giờ đi tắm hồ bơi hoài chán chết gì đó bạn ơi. Trời ơi, không công nhận luôn, cái thế giới này không có gì chơi, toàn mấy cái trò chơi mà chán phèo không ơi. Trời ơi, vui buồn thiệt luôn á bạn, thế giới này không còn vui nữa. Ờ đúng rồi, bữa giờ mình đang khoái mấy cái trò mà kiểu như cái trò đó chính là cái trò vòng quay may mắn mà mình cũng thấy mấy bạn khoái quá trời luôn. Mấy bạn kêu anh làm tiếp với anh ơi, nhưng mà mình làm gì có tiền mình chơi mấy bạn. Mấy bạn coi á, nội mà một vòng quay là một cục vàng như một cục bạc như một cục sắt, rồi tiền đó mình chơi hoài. Thì ok, thì hello, xin chào các bạn đã trở lại với channel mình. Nghe mình là Sầu Riêng TV đẹp trai 10. Hai cái tỉnh nè, hai cái tỉnh nè. Ok, thì hôm nay các bạn mấy bạn hãy like thiệt mạnh cho video này và nhấn vào nút subscribe để đăng ký ủng hộ cho kênh mình nghe. Mình sắp được 100k sub rồi. Amazing, good job em. Nên các bạn hãy chia sẻ những cái video của mình lên cái trang mạng xã hội đó để cho người ta coi, người ta đăng ký giúp ủng hộ mình nha. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều luôn. Thì bây giờ bạn ơi, mình không biết có cách nào không nữa, bây giờ chán quá trời luôn á. Hơi không biết hôm nay cái ông bán vé ổng có ở đây không ta. Ý kìa, hôm nay ổng đã chơi về rồi, để nhưng mà ổng chơi về mình đâu có chơi ké được nữa. Trời ơi chán hoàng đại hội ổng rồi. Ổng coi ổng có cái gì mới không, để mình coi mình có thể chùm chĩa được trong làng sinh tố này gì không nha. Ok, lại hỏi thử coi. Ôi ông nội, ổng có cái gì mới không vậy? Nào để con coi coi. U, cái này là gì đây? Trái chanh. Wow, cái gì vậy? Trái chanh đổi ra được tiền luôn nè. Wow, xịn vậy. Ủa rồi, ủa rồi trái chanh lé ở đâu mấy ba? Trời ơi, ở trong đây toàn là gừng không lá núi gì trơn. Rồi coi như thôi coi như kỳ này xong thôi phim rồi. Thôi đi về cho gọi luôn mấy bạn ơi. Thôi kỳ này khỏi chơi rồi. Hơi buồn quá vậy trời, chán thiệt luôn á. Có trò chơi thôi mà cũng tối ngày mắc như quỷ vậy. Hảo cho chơi miễn phí chơi cho bạn coi. Ê, ủa cái gì đây? Có lẽ nào chính là nó. Ui, sao tôi thấy nó quen quá vậy ta? Ủa, đúng rồi, cây này cái chanh nè. Còn cái chỗ nãy là nó kêu là trái chanh. What the hell? Ủa, rồi bây giờ mình hái thôi. Ủa, đâu rồi, bây giờ mình hái thôi là được rồi nè. What the... Xịn, ôi, có cái bản gì vậy? Cái gì đây, bản gì đây? Cây để bán, làm ơn đừng ăn cắp. Ôi, hình như nhà này của tàu hủ mấy bạn ơi. Ôi, nhưng mà nói vậy làm cho người ta căng thẳng vậy trời. Tính xin cái trái dạy trái thôi á. Rồi để mình coi có tàu hủ nhà không ha. Ui, hình như dạo này tàu hủ đi về quê mấy bạn ơi. Mấy bạn không có thấy tàu hủ chứ mình thấy dạo tàu hủ đi về quê bữa giờ nên nó kiểu cũng không có quản nhà đâu. Ok, thôi hay để tàu hủ về thì cái cây nó sẽ mọc lại thôi. Bây giờ mình sẽ xin lá thôi. Đó, mình xin mấy cái chanh nè. Quá trời chanh luôn, trời ơi. Quá trời luôn, quá trời quá đất luôn, quá dữ. Ôi ơi, lấy hết chanh luôn, quá dữ luôn. Thôi mấy bạn im lặng nha, bạn đừng có nói cho tàu hủ nghe, rồi nói mất công tàu hủ giết mình đó. Ok, mình sẽ trả lễ này nghe, mình cũng là một người nhân hậu. Mà ok đi thôi, bây giờ chúng ta đang có tới 71 trái chanh luôn á. Trời chơi cái này là thoải mái luôn á, trời siêu sướng luôn. Ok luôn. Thì bây giờ mấy bạn nghĩ hôm nay chúng ta sẽ chơi vòng quay gì nữa? Thường á mình nghĩ mỗi ngày cái ông này sẽ update lên á, nên mình nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ có một vòng quay gì, một cái con Undertale mới. Mình nghĩ là cái con mà xương á, nhìn giống con skeleton á, cái là cái gì ta? Mấy bạn thử 5 giây bạn đón đó. 1 2 3 4 5. Đúng rồi, đó chính là con Papyrus. Đó, cái tên gì Papyrus. Đó, ok. Bây chúng ta sẽ lựa chọn chiếc chanh. Để coi ơi. Đù. Tính ngày mới vô là quất được cục kim cương rồi đó mấy bạn. Really nigga. Ôi. Mình lỡ mình chơi mình đổi hết trơn rồi, mình không có chừa cái miếng, không có chừa trái chanh cho tao hủ hết trơn, chết mà ơi. Tình nghĩa anh em có chắc bên lâu. Nhưng mà không sao, mình được tới hai cục kim cương, một cục sắt và hai cục vàng luôn. Quá giàu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đổi ra cái cung nè. Tận hai cái cung luôn. Rồi bây giờ mình có tới một gì gọi là hai cái stack đó, mình đổi được hết trơn luôn rồi nè. Bây giờ hai stack cái này gọi là gì, mũi tên với năm cái mũi tên lẻ luôn. Quá dữ luôn, trời ơi, công nhận mình thật là giàu có, mình thật là xa hoa dữ dội luôn.
Ok, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với những trò chơi này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trước màu cam đầu tiên á. Ok, đầu cam, màu đầu tiên thì màu cam thì chúng ta sẽ có một pha bắn cực kỳ chính xác đến từ vị trí của Sầu Riêng. Trời ơi, ghê chưa, ghê chưa, quá dữ mấy thanh niên này. Mấy anh niên chưa bao giờ thấy khả năng trình độ cao thủ của Sầu Riêng chứ gì. Bây giờ thấy rồi đó. Ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhấn nút nè. 1, 2, 3. Ok, lại là những căn phòng quen thuộc. Bữa giờ là mình chơi 3 tập rồi đó. Ôi cái gì, cái kiếm. Đồ vô cơ, cái kiếm này hơi căng nè. Đây, 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 con gì đây? Con In The Field Papi Crut. Ôi con In The Field là gì trời? Giống như anh The Tail á hả? Ồ, quá dữ luôn. Ok, đặt ra thử coi. Coi mày như thế nè. Ui. Ui. Quýnh văn gì ông nội. Ui. Thở chưa gì mà nhìn mặt mày dữ tợn đó nghe. Thấy không thích rồi đó nghe. Ui. Ủa sao cái kiếm này phế vậy? Ui. Ủa. Vậy thôi hả? Trời ơi. Ui, yếu. Yếu yếu bạn vậy, bạn yếu rồi. Trời ơi, sao mấy con ba. Ủa sao, nhưng mà sao mình cảm thấy á bạn, mấy cái dụng cụ, mấy cái đồ mà gọi là đồ đồ chiến đấu với tụi nó có vẻ mạnh quá. Mấy thằng đó nó yếu quá trời yếu luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chơi tiếp bạn ơi. Rồi, mới bắt đầu phòng 1K mà bây giờ chúng ta sẽ chơi lần lượt từ đầu đến cuối đi. Mình nghĩ lần này chơi lỗi lực chơi đi. Mới từ dưới lên trên này, bây giờ từ trên xuống dưới đi. Ok, bây giờ tới màu hồng phải không? Màu hồng BD. Ôi lộn, màu hồng nam tính nè. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ê, trời ơi. Hôm nay bắn đỉnh cao thiệt. Mốt tôi đi thì bắn rồng các bạn ơi. Bắn con nào là chết con đó luôn. Quá dữ. Ok, bây giờ tới căn phòng màu hồng. Let's go. Oh, căn phòng màu hồng vẫn là cái phong cách màu hồng tím liệm. Ôi lộn, màu hồng tím sim. Ui, cái này là cho Enderbeer với cái cần câu. Ok, không biết như thế nào mà nó lại cho những cái thứ mà nó không có cái gì liên quan với nhau luôn. Ok, bây giờ đặt nó ra nè nha. Đâu, con này là con gì đây? Ôi cái gì vậy? Ôi, anh ơi. Ôi. Trời ơi, ôi bắt mình cảm thấy mấy con này có vẻ mạnh rồi đó nha. Trời ơi, chưa gì mà thấy là nó quýnh tôi là thấy mệt rồi đó. Kìa, nó làm gì? Ôi con này là con Barbie Dis Balea gì nè. Vỗ tay vỗ tay coi. Ui anh ơi, ủa cái cung vô dụng vậy? Trời ơi. Ủa, vũ khí gì xào nách vậy? Vũ khí gì còn chơi cái gì mấy mấy. Ok, bây giờ mình sẽ tiệt chiêu nha. Hello. Đi vô đi. Ây da. No. Trời ơi. Đỉnh cao vậy, mình đã định quăng vô cái phòng rồi vậy mà. Trời ơi, cái phòng ơi là cái phòng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm một phát nhé. Ủa, nó đứng đánh ngắm người yêu nó hay gì á trời. Ok, ở đây. Ở đâu rồi? Cái đẹp, cái cửa. Cái cửa. Thằng quái. Bà mở mày. Trời ơi, cái con đó sao nó lẹ mà nó mạnh nữa mấy má ơi. Trời ơi. Hello. Ui, vô. Cho tao vô. Ừ. Vô nè Barbie Red. Vô con trai. Vô nè. Có gì đâu mà ngại ngùng, ở trong đây thôi. Trời ơi, giết đi mày. Ừ. Trời ơi, một pha xử lý quá thông minh luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới cái tiếp theo. Cái tiếp theo chúng ta sẽ chọn màu đỏ hen. Trời ơi, nãy giờ sao mình gặp nãy giờ toàn là những cái con mà mạnh mạnh không. Ê, rồi lần đầu tiên mình học rồi đó. Trời ơi, học nữa rồi. Sao bắn. Ok, ba phát luôn. Trời ơi, Sầu Riêng một phát cuối cùng cũng đã thất bại rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tới căn phòng màu đỏ mấy bạn ơi. Trời ơi, màu đỏ là hơi bị khó chịu nghe. Hồi nãy nè, căn phòng này là mình thấy rồi. Ủa trời ơi cái mặt trâu trời ra đây quýt nè. Trời ơi, trời ơi, bị nhốt tội nghiệp không. Ok, tới căn phòng màu đỏ đi. Trời ơi, nãy màu hồng thôi mà cái gì đây. Ủa, nguy hiểm vậy, chó gì ghê vậy.
Oh my god, con này con gì mình nó cho cả một cái kiếm gì luôn nè. Wow, cái kiếm này lạ nha. Ok, đặt ra coi. Ui. What the fuck? What the hell? Cái gì vậy? Giật cái mình. Ủa à, cái kiếm làm ra bảo táp phong ma. What the fuck? Trời ơi. Ui trời, ghê quá. Trời má ơi, đừng có đánh con. Trời xét, đừng có đánh con nghe trời. Ui cây gì mạnh dữ vậy? Ui ơi. Cái cây hồi nãy mình có thể tiêu diệt luôn cái thằng màu hồng luôn á trời. Thôi, sợ quá trời luôn rồi. Ok, tiếp tục. Mưa lớn quá, đứng này chơi, hồi có bị sét đánh không trời. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua căn còn màu hồng nè, màu trắng chứ. Bắn hụt rồi. Màu trắng. Ok, trời ơi, sao trên này bắn kinh dữ vậy? Có lẽ mấy bạn ngồi mấy bạn nói mình chơi dở quá. Mấy bạn nói mình chơi dở quá, cái mình chơi bắn hay luôn á trời, đỉnh cao quá mấy bạn ơi. Rồi, hết mưa đi, nhìn trời kìa, mây đen xì lì luôn rồi, gớm thiệt chứ. Ok, bằng căn phòng màu trắng thôi. Để coi trong phòng này chúng ta sẽ sở hữu hai chai nước. Ủa lộn, cái này là hai chai thuốc uống nhảy cao nè. Cái này là chum bót là nhảy cao là hai chai luôn. Ok, với cái búa hả? Ok mình. Ồ nhảy không có cao gì mấy. Ôi. Ấy da. Đâu vậy? Ôi. Ôi con này là Barbie rớt thiệt nè. Ôi. Ấy da. À, mày chơi mày nhảy cao rồi mày mất chà. Ấy da, Barbie rớt. Ấy da. Ui nó chọi gì vậy? Ui nó chọi gì kìa? Nó chọi. Ây da. Mày. Ây da, trời ơi, cao quá anh ơi. Em uống thuốc nhảy cao chứ em không có uống thuốc gì đâu mà em nhảy cao lại anh nghe. Ủa láo nha mày. Ây da, mày gãy giò. Ôi mấy thằng này cũng bị gãy giò với thằng Gatter bữa kìa bạn. Đứng nghe coi. Ui da, quýnh hụt rồi ngang. Hụt quá ơi. Nè, à, trời ơi, mày đi xuống đây đi. Ủa, nó chọi cái gì vậy kìa? Ủa, nó chọi gì vậy? Ngon chưa? Mày cầm búa mày có quýnh không? Mày sao mày chọi vậy? Mày, trời ơi, nó cao quá, nhảy không tới. Thằng này mất dạy. Mày. Đâu rồi? Rồi. Mày no mày rồi con. Ok bạn ơi, mình đã xử lý nó thành công rồi. Ủa? Trời sáng luôn. Ôi xịn. Mới chiến thắng xong trời sáng luôn. Ok, công nhận mấy con mà kiểu trong vòng quay may mắn của cái ông mà ông bán vé này coi như ổng làm cũng xịn quá trời. Mình trải nghiệm cho bạn biết coi nó như thế nào á. Trời ơi, công nhận quýnh mệt thiệt sự luôn, nhưng mà vui là chính, mệt là phụ thôi. Ok, bây giờ tới căn phòng màu xanh lá, màu của mình thích nè. Hi. Trời ơi, đỉnh dữ như vậy. Trời ơi, quá dữ. Mày mốt đi làm tiễn thủ bắn cung ngang. Ok, bây giờ căn phòng màu xanh lá rồi. Chúng ta chỉ còn một hai căn phòng cuối cùng thôi. Nhưng mà nãy giờ là bốn căn phòng mình thấy cũng khá là gây go đó. Mình nghĩ là càng về sau nó càng khó. Ui, ê, cái này có khiên là có lẽ là cái con nó mạnh lắm nó mới cho khiên á. Ok, có thêm cái bật lửa nó ngon lành luôn. Ok, bây giờ chuẩn bị cái nha. Đây là gì đây? Amazing TT. Ê da. Cái gì? Amazing TT, trời ơi tên gì ngộ vậy? Yêu đây nè, Amazing TT, ấy à, Amazing TT ơi, Amazing TT, ấy à. Ôi Amazing TT chỉ biết chọi hả, Amazing TT. Nó tặc tên Amazing TT. Ủa sao ngu vậy? Ôi nó biết chạy, ôi như ma tốc độ vậy trời. Như ma lửa nè, cho mày thành cái gì? Barriot nướng chui luôn. Cho mày nướng nè. Đó, Barriot thịt nướng. BBQ á, đó, ấy à. Tính ra là chưa kịp thấy mày chết luôn á, mày đã hy sinh. Ủa sao dễ vậy trời? Tính ra cái con phòng màu hồng nó mạnh. Ủa lộn phòng mấy mát. Trời ơi, công nhận hồi nãy giờ mình mới thấy được con, nãy giờ thấy có mới được con yếu á trời, nãy giờ toàn là mấy con ông nội ông ngoại không à, quýnh muốn chết vậy. Ok bạn ơi, bây giờ tới căn phòng cuối cùng và mình nghĩ là bây giờ mình sẽ cố gắng một phát duy nhất nữa để coi kết thúc cuộc hành trình bắn cung siêu đỉnh của mình. Hãy coi đây, bây giờ không được nữa hả, tôi sẽ không bao giờ chơi trò này nữa. Ê. Ôi thôi bỏ đi mấy bạn ơi, nó giỡn á. Trời. A few moments later. Trời ơi, nãy giờ kìa coi kìa, mở quay bao trời mười mấy mũi tên dính nó chả này. Ôi ơi trời ơi, bắn muốn hết cái tuổi thanh xuân luôn vậy đó trời ơi, má ơi buồn mà buồn khóc luôn.
Ok, còn một căn phòng cuối cùng nữa thôi mà sao khổ quá, bắn hết người ta luôn vậy đó. Ok, vô căn phòng này coi chúng ta sẽ có được cái gì hen. Màu xanh. Ồ, có TNT. Wow, cái này chắc là dễ nè. Game là dễ. Dễ mới có TNT chứ. Ok, con này là con gì đây? Đi Blablabla. Ủa, con này là con nãy có gọi mà. Ở khoan, hình như là phiên bản thứ hai hay sao ấy. Để coi rồi. Ui, ấy thiệt luôn. Ây da, anh ơi, bình tĩnh. Bình tĩnh nào anh ơi. Hi sư. Quá trời, trời ơi, quá đỉnh cao luôn. Quá xịn, chết luôn. Ok, thì mình nghĩ là cái dòng quay Papyrus này đã kết thúc rồi. Ok, nếu các bạn thích video đừng quên để lại cho mình một nút like, nút share, nút subscribe nha. Và đừng quên là comment những cái thử thách mà các bạn muốn mình làm ra. Và đừng quên đăng ký kênh mình để mình có được 100k sub nhanh nhất nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye, chúc các bạn một ngày tốt lành. See ya.